Israel, Iran đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc. Israel kêu gọi trừng phạt Iran vì vụ tập kích, trong khi Tehran tuyên bố đáp trả mọi đe dọa khi tham dự cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 4 diễn ra theo yêu cầu của Tel Aviv sau khi Iran phóng hơn 300 tên lửa, máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel tối 13 tháng 4. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erden kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động và lên án hành vi khủng bố của Iran. Hội đồng cần áp đặt mọi biện pháp trừng phạt có thể có đối với Iran trước khi quá muộn, ông Erden nói. Đại sứ Erden cáo buộc Tehran vi phạm luật pháp quốc tế và phát đoạn video trên máy tính bảng cho thấy cảnh Israel đánh chặn UAV của Iran phía trên khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người đạo Hồi. Cảnh cáo không còn là lựa chọn nữa, bây giờ lựa chọn duy nhất là lên án Iran và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để khiến họ phải trả giá đắt cho những tội ác khủng khiếp của mình, ông nói. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Sared Iravani tuyên bố nước này đang thực hiện quyền tự vệ vốn có khi tiến hành cuộc tập kích Israel. Ông Iravani cho rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế khi để xảy ra cuộc tập kích tòa lãnh sự trong khu sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4, khiến 7 quan chức vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC không qua khỏi. Tehran không có lựa chọn nào khác ngoài đáp trả, ông Iravani nói, thêm rằng Iran không tìm cách leo thang căng thẳng hay chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động xâm lược nào. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood kêu gọi Hội đồng Bảo an mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Iran, nói rằng cơ quan gồm 15 thành viên có nghĩa vụ không để những hành động như vậy của Tehran xảy ra mà không bị trừng phạt. Trong những ngày tới và với tham vấn của các quốc gia thành viên khác, Mỹ sẽ cân nhắc biện pháp bổ sung để buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Liên Hợp Quốc, ông Wood nói. Hãy để tôi nói rõ, nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ có hành động chống lại Mỹ hoặc có thêm hành động nhắm vào Israel, Iran sẽ phải chịu trách nhiệm. Đại sứ Iravani cho biết hành động của Iran là cần thiết và phù hợp, đồng thời nhấn mạnh sẽ tái khẳng định quyền tự vệ của nước này dù không có ý định tham gia xung đột với Mỹ. Nếu Mỹ bắt đầu hoạt động quân sự chống lại Iran nhắm vào công dân, an ninh và lợi ích của Iran, chúng tôi sẽ sử dụng quyền vốn có của mình để đáp trả một cách tương xứng, ông cảnh báo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các thành viên không leo thang thêm căng thẳng bằng cách hành động trả đũa đối với Iran. Dù lên án cuộc tập kích của Iran, ông Guterres nói hiến chương Liên Hợp Quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Trung Đông đang bên bờ vực, người dân trong khu vực đang thực sự đối mặt nguy cơ xung đột toàn diện tàn khốc. Bây giờ là lúc để xoa dịu và giảm căng thẳng, ông nói. Rạng sáng 14 tháng 4, còi báo động vật thể bay xâm nhập đã vang lên tại nhiều thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam tại Israel, bao gồm thành phố Jerusalem và khu vực Biển Chết. Còi báo động nhằm cảnh báo máy bay không người lái UAV xâm nhập sau khi Iran tuyên bố phóng hàng trăm UAV về phía Israel. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết, đợt tấn công của Iran có hơn 200 máy bay không người lái UAV và tên lửa, và chỉ gây thiệt hại nhỏ. Iran đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Israel. Iran đã phóng hơn 200 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo về phía nhà nước Israel, cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Cho đến nay, chúng tôi đã đánh chặn phần lớn tên lửa. Một số tên lửa của Iran đã rơi vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nhỏ trong một căn cứ quân sự và không có thương vong, chỉ có một bé gái bị thương. Được biết, nội các chiến tranh của Israel ngày 14 tháng 4 đã được nội các an ninh nước này trao quyền quyết định các hành động phản ứng đối với cuộc tấn công của Iran. Điều này đồng nghĩa với việc nội các chiến tranh, bao gồm 3 thành viên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Tổng tư lệnh quân đội Benny Gantz, sẽ không cần hỏi ý kiến nội các an ninh trước khi đưa ra các hành động đáp trả nhằm vào Iran. Iran thông báo kết thúc cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel. Trong khi đó, với phản ứng đầu tiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran và sẽ đáp trả tương xứng. Trong những năm gần đây và đặc biệt là trong những tuần gần đây, Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp của Iran. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã được triển khai. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống, cả phòng thủ lẫn tấn công. Chúng tôi đã xác định một nguyên tắc rõ ràng.
Bất cứ ai làm hại chúng tôi sẽ đáp trả. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc họp của nội các chiến tranh Israel về vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn do Iran thực hiện từ lãnh thổ của nước này. Các nước trong khu vực cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ xung đột Iran-Israel leo thang thành cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và liên hệ trực tiếp với tất cả các bên trong cuộc xung đột để cố gắng kiềm chế tình hình, đồng thời cảnh báo trước nguy cơ xung đột mở rộng trong khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp khẩn vào Chủ nhật theo yêu cầu của Israel vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 4, tức 2 giờ sáng ngày 15 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Theo Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp, khoảng 2.000 binh sĩ và cảnh sát nước ngoài sẽ được cử tới Paris để tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa hè. Động thái trên diễn ra khi Pháp vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau các mối đe dọa tấn công. Pháp, nước sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc ở Moscow của Nga khiến ít nhất 145 người thiệt mạng vào ngày 22 tháng 3. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát. Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp Sébastien Lecornu cho biết lực lượng tiếp viện sẽ cung cấp các chức năng cụ thể, bao gồm huấn luyện chó, cưỡi ngựa, tuần tra bằng ngựa. Chúng tôi có khoảng 2.000 sĩ quan cảnh sát, hiến binh và quân đội nước ngoài sẽ tham gia hệ thống bảo vệ cho Thế vận hội mùa hè. Vào cuối tháng 3, Ba Lan cho biết nước này sẽ cung cấp chó nghiệp vụ chuyên đánh hơi để phát hiện bom và hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố, nhưng không nêu rõ số lượng. Đông Nam Á là một trong những nơi dễ bị tổn thương và chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Ngay đầu hè năm 2024, mức nhiệt đã tăng cao, kéo theo nắng nóng hạn hán ở nhiều quốc gia trong khu vực. Các nhà khoa học cảnh báo làn sóng nhiệt, hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài này có thể kéo dài trong năm nay. Nhà khí hậu học Massimiliano Herrera lưu ý, Đông Nam Á đang ghi nhận mức nhiệt tăng cao chưa từng thấy. Khoảng cách giữa các đợt nắng hạn cũng đang rút ngắn hơn so với trước đây. Mặc dù nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á vẫn tăng lên theo mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, các chuyên gia đánh giá điểm đáng lo ngại nhất của làn sóng nhiệt này là thời gian kéo dài và chưa xác định được thời điểm hạ nhiệt. Các nhà nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu khí hậu Thụy Sĩ IQE cho rằng đợt nắng nóng hiện tại là do sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm biến đổi khí hậu và do con người gây ra, cũng như sự kiện El Nino. Trong đó, Thái Lan là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong làn sóng nhiệt năm nay. Các dự báo cũng chỉ ra nắng nóng ở Thái Lan đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông Herrera, nhiệt độ ở Thái Lan đang tiếp tục tăng cao không ngừng trong 13 tháng qua, kéo theo sức nóng và độ ẩm cũng tăng cao.